nay em rảnh quầy ổ vui mới đẻ cho anh chị mình xem chơi mấy con cũng mới vừa đẻ xong. Con này đẻ được 3 con đẻ, con này đã chiều qua 3 con này mới khó nhất, này đẻ được 4 con mới đẻ, mới đẻ sáng nay 4 con. Con này đẻ nhiều quá, con này đẻ đẻ được 5 con, 5 con. Con này mới đẻ, con này đẻ được 4 con. Đang có giống mấy nay đây chạy hầm quá tiếc quá, trời nó cũng có nắng mấy mà sao mà hầm nóng quá trời tiếc. Đây đi mấy con mới mới đẻ đây cũng ổ qua ba con, đây ổ đang đẻ chạy hầm quá dưới đẻ hết hồn dữ thế. Anh chị xem chơi có nhu cầu mua giống alo cho em chia sẻ chơi kinh nghiệm đồ nuôi cứ gọi điện cho em số điện thoại 0967 368 469 Hòa, gặp Hòa, em tên Hòa. Quạt hay nước quạt tầm ẩm chị hay có mua giống giao lưu chia sẻ kinh nghiệm hoặc là gì đó cứ hỏi em. Này mía chuẩn bị cho chiều nay cho nay che chặt về dùng sẵn ăn vài ngày. Dưới móc dưới má đào mấy dưới móc lai đột biến không đớn này má đào bông này con mới sang bồ có đạo đó. Anh chị mình hay có nhu cầu giống hoặc giao lưu chia sẻ kinh nghiệm gì đó alo cho em, bên em tư vấn thoải mái, biết gì chỉ đó, chả giấu cái gì, có khách gọi hỏi thăm là mừng.
Thôi chào anh chị nha, em chị mấy cái clip video tiếp theo của em. Thì nay muốn giao lưu chia sẻ kinh nghiệm hỏi chơi cứ gọi em thoải mái. Mấy cái này bự lắm nè, 3 kg á, nằm đóng hết thằng. Tròn trùng hương.